Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại hội trường thị ủy Vĩnh Châu đã diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu hội đồng nhân dân các cấp theo hình thức trực tuyến đến các xã phường trên địa bàn thị xã. Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị thị xã Vĩnh Châu, gồm có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Ngô Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Vĩnh Châu. Tại hội nghị, bà con cử tri xã phấn khởi trước tình hình kinh tế xã hội mà tỉnh và thị xã Vĩnh Châu đã đạt được trong 10 tháng qua của năm 2021. Qua đó, cũng có nhiều ý kiến kiến nghị xoay quanh các vấn đề như quan tâm quy hoạch vùng nuôi tôm công nghệ cao để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con sản xuất, tìm đầu ra ổn định cho hành tím Vĩnh Châu, tiếp tục gia cố và cứng hóa đề biển, xây dựng một số cống thoát nước và đường giao thông, tiếp tục hạ thế điện cho bà con sử dụng, quan tâm chỉnh trang đô thị nhất là ở trung tâm các xã phường. Ngân hàng chính sách xã hội có chính sách miễn giảm lãi cho hộ nghèo cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và tiếp tục đầu tư vốn có giải pháp để tạo việc làm tại chỗ cho người lao động cùng một số nội dung có liên quan khác sau khi nghe lãnh đạo các ngành chuyên môn thị xã phát biểu giải trình một số ý kiến bà con cử tri đặt ra thuộc thẩm quyền giải quyết phát biểu tại buổi tiếp xúc phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bà hồ thị cẩm đào đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề có liên quan và tiếp thu các ý kiến của cử tri để tổng hợp kiến nghị tới các cơ quan ban ngành có thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Tú tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2021 đến 9 điểm cầu các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong tháng 10, bà con nông dân trên địa bàn huyện Mỹ Tú đã xuống giống vụ lúa đông xuân sớm được 8.534 ha. Ngành chức năng cũng khuyến cáo người nông dân không sản xuất vụ thu đông ở các địa phương vùng trũng. Vì sản xuất không hiệu quả mà chuyển sang các mô hình nuôi cá đăng quần và nuôi cá đồng tự nhiên dưới chân ruộng. Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tháng 10 ước thực hiện 50 tỷ đồng, nâng 10 tháng ước 456 tỷ đồng, đạt 74,6% kế hoạch và giảm 7,8% so với cùng kỳ. Hiện tại do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn đang rất phức tạp nên ngành giáo dục đang cho các em học sinh học tập theo hình thức trực tuyến. Quốc phòng an ninh được giữ vững ổn định, công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính được đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao được huyện tập trung chỉ đạo thường xuyên, lãnh đạo huyện đề nghị các ngành, các địa phương tiếp tục rà soát và đưa ra những giải pháp để thực hiện tập trung quyết liệt nhằm thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra cụ thể tập trung thu ngân sách nhà nước, nâng chất các tổ hợp tác và hợp tác xã phù hợp với từng loại sản phẩm của địa phương, thực hiện hiệu quả, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Cán bộ, công chức viên chức phải thực hiện việc nêu gương trong công tác phòng chống dịch, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, không được chủ quan lơ là để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Chiều ngày 9 tháng 11, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công an tỉnh đã tổ chức chương trình Hành trình của Niềm tin năm 2021. Đoàn đã đến thăm hỏi và trao quà cho các bạn thanh niên chậm tiến, hoàng lương tiến bộ tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú và phường 3, thành phố Sóc Trăng. Đây là hoạt động thiết thực góp phần động viên giúp đỡ các thanh niên an tâm lao động, trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội thời gian qua công tác giáo dục cảm hóa thanh niên chậm tiến được các cấp bộ đoàn trong tỉnh đẩy mạnh nhất là công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật đấu tranh phòng ngừa ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội cho đoàn viên thanh niên học sinh sinh viên và các đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến chủ động phối hợp với các ngành tổ chức các hoạt động giáo dục cảm hóa thanh niên chậm tiến đồng thời duy trì triển khai các phong trào mô hình phòng chống tội phạm tại địa bàn dân cư